Xin chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh Sophia Kiều Family USA. Hôm nay là lễ Mother Day. Hôm nay chính xác là ngày lễ Mother Day luôn. Hôm nay là chủ nhật. Thì hôm nay là cả gia đình cùng đi ăn buffet. Thì hôm nay là cũng có mời thêm dì Hồng với Dương Vinh nữa, nhưng mà dì Hồng với Dương Vinh là có cái lịch tiệc trước khi Kiều với chồng Kiều mời, cho nên là dì Hồng với Dương Vinh đã đi ăn tiệc rồi. Thì bây giờ là còn bao nhiêu quân số thì đi bấy nhiêu thôi. Thì đây là chồng của Kiều với là em bé Sophia. Thì cái cửa kính này cũng đã có cái rèn che cho bé rồi nha các bạn. Chỗ của Kiều thì có cái miếng này, Kiều che lại nó cũng đỡ. Rồi tài xế Kiều chở hai cha con đi ăn tiệc. Anh thấy luôn, chào mọi người đi. Mọi người lên đường thôi. Ok. Rồi gương trái gương phải đều đã ok rồi. Ok. Lại lạnh cao chút xíu ha. Nào mình cùng đi chơi nha. Thì hôm nay là trời cũng còn nắng hiện tại, mà bây giờ là 5 giờ rưỡi chiều các bạn. Chim chim. Rồi, đi thôi các bạn. Chỗ đó thì sợ trên Google Maps thì nó chỉ là 15 phút. Nói chung hôm nay chồng Kiều anh được ốp nên là thời gian nó cũng thư thả. Mỗi khi mà chồng Kiều anh được ốp á, thời gian thư thả thì Kiều lái. Còn bình thường mà đi chung với chồng của Kiều á, mà đi những chỗ nào mà gấp gáp thời gian với lại đồ những giờ mà kẹt xe á, thì chồng Kiều anh sẽ lái. Còn cái chủ nhật á, thì văn phòng office với lại có nhiều hãng người ta cũng đóng cửa, và cái giấc mà sau 5 giờ cũng có nhiều tiệm nail người ta cũng đóng cửa, đâm ra là cái giờ này không phải là giờ cao điểm đó, thì Kiều lái. Còn những bữa mà đi mà mình đông xe đồ này kia kia nọ thì chồng Kiều lái. Hôm nay là ngày lễ Mother Day, chúc các bà, các cô, các dì, các mẹ, các chị có một ngày lễ Mother Day thật là vui vẻ, hạnh phúc, nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và lúc nào cũng luôn xinh đẹp và rạng rỡ. Hồi sáng là Kiều cũng có gọi điện thoại về bên Việt Nam mà chúc cho mẹ của Kiều rồi. Chúc mừng ở đây cho mẹ Kiều rồi. Rồi gọi điện thoại cho mẹ chồng chúc mừng vậy thôi. Dì Hồng thì đi ăn tiệc rồi cho nên là đâu có đi chung được. Dì Hồng đi tiệc tại vì dì Hồng có hẹn trước á, Kiều hẹn sau. Kiều mới rủ hôm qua thì mới có cái dự định là hôm nay đi ăn buffet thôi, chứ bữa giờ cũng chưa có cái lịch trình cho nên là chưa hẹn. Thì hôm nay hẹn thì dì Hồng đã bận rồi không đi được đó, thì cả nhà vậy thôi. Không biết là hôm nay các bạn lễ Mother Day các bạn, các chị, các cô có đi đâu chơi không, chứ là năm trước á, thì đi ra ngoài trời đi ăn đồ nướng ở ngoài trời, năm nay thì đi ăn buffet. Thì nãy dì Hồng cũng kêu là có những chỗ hôm nay lễ Mother Day mình đi á, những cái chỗ nhà hàng đồ á, họ sẽ tặng cho những người phụ nữ cái gì đó cũng chưa biết nữa, đi rồi mới biết. Năm ngoái thì đâu có đi đâu, năm ngoái thì đi ăn đồ nướng ngoài trời á, bởi vì không có đi không biết. Còn năm nay thì mới đi mới biết nè. Còn 2020 thì lúc đó Sophia còn ở trong bụng chưa sinh. Tới nơi rồi các bạn ơi, bây giờ là Kiều sẽ tìm bãi đỗ xe. Kiều sẽ tìm bãi đỗ xe nè. Tới nơi rồi, nãy giờ đi quay Kiều mở máy đâu á. Nãy giờ Kiều quay á, rồi hên. Có chỗ rồi. Hên quá, có chỗ luôn. Oh wow, đẹp. Tới nơi. Rồi, tới nơi rồi, xong rồi còn ngủ các bạn. Ui, tới nơi rồi. Sophia đây còn ngủ. Tới nơi rồi con gái ơi. Còn ngủ rồi cô chú. Hồi nãy nói cô chú nghe, nãy đi nói là đi chơi, thay bộ đồ xong buồn ngủ.
xong buồn ngủ xong nó sợ mami đi bỏ nhà xong ráng thức giờ lên xe nằm ngủ gà cũng được, thương dễ sợ vậy con. Đi ra ngoài bộ. Tới nơi rồi. Ê các bạn, trời nắng dễ sợ nắng không các bạn? Trời nắng dễ sợ luôn, bây giờ là 6 giờ rồi mà trời nắng kinh khủng. Kiều ăn hôm nay là Kiều ăn ở Hibachi nha. À lộn quên đó, Hibachi. Đây nè. Các bạn, đây ha. Rồi, buổi chính đi vào. Rồi, đông ha, đông đen. Wow, mới vô thấy khách ra về đông. Hôm nay lễ mồi rồi đây, đi ăn đông lắm các bạn. Đông quá ha. Mọi người đang đứng get line xếp hàng nè. Mới vào họ cho mình con số á. Ở bên đây đi ăn đông quá ha. Wow, ăn đông quá. Đông luôn. Nào giờ không có đi ăn ngày lễ, bữa nay ăn ngày lễ đông như kiến luôn. Bên đây, ở đằng sau các bạn, ở đằng sau đông đen luôn. Còn ở bên này là mọi người đang đứng check line chung mà cho cái số. Thì cái số đều là A36 mà mới có tới số 26, đứng chờ nãy giờ 5 phút mới tới số 26. Còn 10 người nữa mới tới lượt mình. Wow, đông đen luôn. Đông điên luôn các bạn. Trời ơi, nào giờ không có đi ăn chúng mấy ngày lễ chính á. Trời ơi, đâu biết là nó đông đến cỡ này đâu. Gọi là get line là đứng đông điên luôn. Chờ đó, những người này đang đi đứng chờ đó. Chờ sốt. Phía bên trong kia đông dễ sợ luôn. Hai trẻ con. Rồi bây giờ là mới tới lượt để vô nè các bạn. Đứng đợi 15 phút. Đứng đợi 15 phút mỗi giờ luôn. Đây nè, đông điên đúng không? Vô đây. Yeah. Đông quá đông các bạn. Cuối cùng cũng có bạn để ngồi. Có đồ ăn ra rồi nè các bạn ơi. Rockfish chồng Kiều mới đem ra nè. Nó hỏi luôn, con muốn ăn gì đây? Này, cơm. Cơm. Chéo. Cơm. Chéo. Thôi. Ủa sao nó không cho uống đồ ấy hay ta? Cho sau kia ăn trước. Nay đi lật đật lưu lửng xe quên đem theo cái yếm cho Sophia. Chéo nè. Nè chéo là chéo nó có mùi gừng đó các bạn ạ. Nó có gừng bên đây á, bay mùi gừng thơm đó. Bên đây là cơm, ít cơm với cái này rất fit chồng thì mới ra. Bữa nay rất fit thì cái size nó cũng hơi nhỏ nha các bạn nha, size rất fit nhỏ xíu siêu à, cũng to. Trên bàn thì có 3 ly nước họ mới đem ra đây. Bên đây là có hai miếng thịt à, hai miếng thịt bò ha. Ngon không? Rốt phía này nó làm ngon không? Rồi múc cơm ở miệng ăn đi. Sophia múc cơm ở miệng ăn đi. Ăn chéo. Bây giờ ăn chéo kia rất phía này nó xa, nó cũng nhỏ, nó không có to các bạn. Xa nó nhỏ không to lắm. Chồng kia ăn anh kêu hơi mặn. Đây con ăn nè, lột ra nè.
Dạ. 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 Ở phía bữa này là nó không to lắm nè, cũng như là so với cái chỗ đâu. Nó ăn tôm nhỏ, ăn tôm dễ sợ. Dễ giờ chắc là không được tôm. Oh wow. Dạ sô bê ăn rất biết nha, rất biết cái không có cay. Ờ, rất biết không có cay, nó đẹp. Đâu không? Cái này nó làm đắng. Bô nhiều quá. Đắng. Nó làm không ngon, nó làm ngon.
xôi nhiều. Quá em cho ăn mới được gì cho cả. Nửa con cua thôi nè. Ờ, cái kèm nó nè. Ờ, trời kèm trời dễ sợ. Kèm già chắc hơn gan tay. Kèm dài hơn gan tay các bạn. Hơn gan tay. Trời ơi, kèm dễ sợ. Ngày bữa hôm lấy cho em mình lấy kèm. Tại vì không có cái đồ kèm kèm cua. Ăn kèm mà ăn bằng răng rồi nó bị răng hết. Trời ơi, con này con nói hả, có chắc nguội luôn. Quá sáng ngon. Nói chuyện cái món này, nãy giờ cũng còn ngồi chỗ nè. Chưa đi, có chồng thì anh đem đồ ăn vô ăn á. Để rồi đi ăn quán phê á, chồng thì anh đem món này kêu vô ăn để. Cái món này là hai chồng thì thích ăn lắm nè. Anh đem vô một dĩa, anh ăn được nửa, còn nửa để lại. Đây hai bạn, hai cha con đang ăn nè các bạn. Trời ơi, ăn trái cây nè, trái cây nè. Ăn trái cây nè, bà ăn luôn. Trời ơi, trái cây gì mà ăn dễ sợ, hai cha con ăn trái cây. Nói không? Rồi, Sophia cũng ăn được nửa trái bắp nha các bạn. Hai cha con ăn trái cây. Lại chiếc trái cây. Cua rất phết rồi, ăn hết xíu. Ăn xíu còn còn nhiều trái cây chứ ăn được cái bắp. Ngon á. Kiều có đem cho bé bộ đồ ở trong xe á. Rồi rác lau đồ thay cho cái bộ đồ mới luôn. Cho nên là cứ cho bé ăn thoải mái. Bữa nay Kiều qua đem theo ít, nhưng mà có đem theo bộ đồ cho bé để trong xe. Áo quần và tẻ ở trong xe hết. Rồi anh chồng Kiều anh múc giùm cho Kiều cái này là canh rong biển Hàn Quốc đó các bạn. Bây giờ bạn không có muốn ăn thì ăn gì hết rồi. Canh nè. Con nóng. Còn nóng bà, rồi bóp rồi bóp ăn. Món lần này cho phải ăn cái này. Món là có cái anh bị đầu bếp anh nấu á, nấu tại chỗ các bạn. Món này rất là ngon, lúc nào hương vị nó cũng như vậy luôn. Cho đi ăn ha. Là ăn được rất là nhiều món. Yeah.
chay nè, và một cái sốt mua chung luôn, mua cháo với súp. Cái này mấy đồ này, đồ chiên, há kẻo, rồi da kế chiên, rồi khoai tây chiên, rồi gà, rồi sốt nè. Đây là cái há kẻo chiên lên nè. Rồi bên đây tàu hủ nè. Cái món này mới ra nè, kè tím. Rapid với rồi ít rau củ bên đây hả? Rau củ có rau rồi nấm rồi que rồi bắp rồi miến rồi cơm các kiểu. Đậu rồi gần rồi sushi. Sushi này là cá xoay mần, thanh cua rồi xoay mần hai. Hai. Yeah, đây đây là bếp đây. Ok. Mì bơ tỏi ha. Này có pizza. Cái này ngưu. Cái này gà. Cái này rau chồng thì mới lấy rau về ăn. Cái này gà. Gà hibachi. Gà cay. Rapid hổn hai sẽ profit. Có cá rồi, cái này cá xoay mình nè, cá xoay mình nướng nè. Ồ đắt hơn đó, thằng cốt cơm nướng lên. Này là kiểu như bò xá xíu vậy. Này tôm nó thêm chút thịt xá xíu lên. Này là kiểu như thanh cua nè, bỏ chi phô mai vô. Rồi cái món này là tôm. Đợt kiểu hay ăn món này làm giờ no quá ăn nổi. Cái này là khoai tây đó, rồi nó bỏ. Tiếp theo bên này là có cái fish nè. Này là cua rang muối nè. Bên này là rau và bên này là dim sum nha các bạn. Dim sum có vẻ là đông ha. Mình ăn cái đồ ăn dessert nè, ăn tráng miệng nè. Hồi nãy là kiểu này là kiểu lấy đồ ăn dessert nè. Kiểu lấy cái vì nó ngon như vậy cho nên lúc nào cái deadline nó cũng dài thằng lòn các bạn thấy không? Thấy mọi người deadline dài không? Dài đằng đẵng luôn dài xuống cuối video luôn. Còn có kem nè, đậu phộng nè, mấy cái bánh ngọt và một ít trái cây. Bây giờ là chịu ăn kem trước. Nãy giờ thấy mọi người lấy kem nhiều lắm, bây giờ ăn mới biết kem rất là ngọt. Xong về các bạn ơi, thành phố về đêm. Thành phố về đêm ha. Hôm nay ăn đông lắm các bạn, lúc ra về và vẫn có rất là nhiều người đứng xếp hàng. Tới nhà rồi cô chú ơi. Tới nhà rồi Sophie Anh nè cô chú ơi. Sophie Anh nè. Em thấy mà mình nó xách đồ xách đẹp này, xách cái ba lô rồi các bạn. Bởi vậy á hả, đi nó đứng đó, thấy mà mì nó đứng đó, nó cũng đứng đó, nó chờ mà mì luôn. Chạy lên mà gì nè, chạy lên mà gì nè. Thấy là gì hả, nó kêu ơi chạy nè, không không cô chú không. À vậy mới đi ăn buffet lẩu ha bu vậy hả? Cô cũng nói chỗ đó chỗ nào vậy? Chỗ mà không có bốn nè, tại con bé nhỏ quá đi không được. Thôi gì không, trời ơi thấy không. Đậu xe đâu? Chứ nó đậu ở bên kia. Ông Cường nó đi đổ xăng rồi. Nó lên nè. Ông Cường đi đổ xăng nó lên nè, nó bước lên nè.
Nó thấy chị Hồng nó đặt mà nó chạy tới không? Con đi cẩn thận. Con đi cẩn thận, đi lên đi. Đi lên, bước lên. Vậy đó bữa con mua hả? Đẹp lắm. Con cường lửa. Ờ đẹp lắm. Tí con á nghe, mẹ gì sinh đan cho nó mét á. Sướt á, sướt á. Tí con thấy bà gì chu cho nó chạy gì, chạy dễ sợ. Coi chuẩn bị thấy không, vườn nó chạy vô nữa. Đi. Đi lên. Cường đổ xăng rồi. Giờ dì Hồng với lại Sophia ra đón vườn á. Rồi nãy nó thấy dì Hồng chạy. Thôi giờ kêu xách đồ này lên ha. Giờ kêu xách ba lô với chỗ đồ lên ha. Ủa, cái gì đây? Cầm nước cho mẹ. Tặng cho mami hả? Tặng cho mami hả? Tặng cho mami đi. Thôi mami cho con á, mami cho con á chơi đi. Thôi chơi đi. Hồi nó thấy con gấu bong bóng đẹp quá, nó đâu chịu đâu. Thôi cho mami cho con á, lấy đi. Cầm vô tặng mami mẹ vợ, nó thích quá nó không tặng cho mami nữa. Chơi Sophie cầm chơi tặng lại cho mami đi. Giờ mới tắm xong á cô chú, Sophie mới tắm xong á. Tặng cho mami. Tặng cho mami, tặng cho mami. Hồi nãy cô chú hồi nãy nó tặng cầm bong bóng xuống nó tặng cho Kiều á. Xong nó lên nó mừng nó vỗ tay dễ sợ luôn. Xong cái Kiều mới lấy điện thoại ra, Kiều quay lại cái khúc này để có kỷ niệm, cái tự nhiên giờ mất cỡ. Cầm tới tặng cho mami. Nhanh lên. Hồi nãy nó lấy cái bong bóng I love mom nè, I love love you mom. Xong cái nó cầm xuống nó tặng cho mami nó nha, cái nó đứng lên nó vỗ tay dễ sợ luôn, giờ quay lại kỷ niệm nó nè, không chịu nè. Hết chịu rồi, bỏ đi rồi. Vậy là tặng một lần thôi, không có tặng lần thứ hai. Hồi nãy rõ ràng cầm cái này xuống tặng cho mami á. Tặng xuống trang tặng cho mami xong lên nó mừng nó vỗ tay, Kiều lật đật cầm điện thoại quay lại là cho tặng lại lần thứ hai, không chịu. Một lần nữa thôi nè, đưa mẹ đi một lần nữa thôi nè, đây một lần nữa nè, một lần nữa. Nhanh lên cô chú thương con, nhanh lên Sophia, nhanh lên cô chú thương con, một lần thôi. Năm triệu á, hết chịu rồi, hết chịu rồi cô chú. Một lần thôi. Rồi, thank you cô chú để xem đến đoạn cuối của cái video này. Hãy cho Kiều một nút like, đăng ký và nhớ share cái video này giùm cho Kiều nha. Sophia Kiều Family USA và Sophia Kiều Cuộc Sống Mỹ. Anh đăng không? Nó lơ rồi. Lơ rồi, mới tắm xong á cô chú, mới tắm xong. IT. Bye bye cô chú ơi, bye bye cô chú ơi. Bye bye.